Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn Toán lớp 7 sách cánh diều. Chương 5 bài 4. Biểu đồ hình quạt tròn. Phần bài tập. Rồi trước hết là các em làm bài tập số 1. Biểu đồ hình quạt tròn ở hình 29. Biểu diễn lượng phát thải khí nhà kính trong 3 lĩnh vực: nông nghiệp, năng lượng, chất thải. Vào năm 2020 của Việt Nam tính theo tỷ số phần trăm. A. Lĩnh vực nào chiếm tỷ lệ lớn nhất trong việc tạo ra khí nhà kính ở Việt Nam vào năm 2020? Rồi quan sát biểu đồ hình quạt tròn ở hình 29. Các em đọc kỹ ghi chú. Màu xanh dương là lĩnh vực nông nghiệp chiếm 12,51%. Màu cam là lĩnh vực năng lượng chiếm 81,78%. Màu xanh lá là lĩnh vực chất thải chiếm 5,71%. Lĩnh vực nào chiếm tỷ lệ lớn nhất trong việc tạo ra khí nhà kính ở Việt Nam vào năm 2020? Ta thấy là màu cam chiếm nhiều nhất này. 81,78% là lớn nhất này. Như vậy là lĩnh vực năng lượng chiếm tỷ lệ lớn nhất trong việc tạo ra khí nhà kính ở Việt Nam vào năm 2020. Rồi trước khi hoàn thành bài tập này thì chúng ta cùng tìm hiểu thế nào là khí nhà kính. Khí nhà kính là những khí có khả năng hấp thụ các bức xạ sóng dài, ví dụ như là hồng ngoại, được phản xạ từ bề mặt trái đất khi được chiếu sáng bằng ánh sáng mặt trời, sau đó phân tán nhiệt lại cho trái đất gây lên hiệu ứng nhà kính. Có rất nhiều loại khí gây lên hiện tượng hiệu ứng nhà kính. Khi ánh nắng mặt trời đến trái đất thì một phần được nó hấp thu và phần còn lại được phản xạ ngược vào không gian. Các loại khí tồn tại để giúp trái đất không quá lạnh, nhưng nếu chúng có quá nhiều trong khí quyển thì trái đất sẽ bị nóng lên và gây ra hiệu ứng nhà kính. Rồi như thầy giáo vừa phân tích ở trên, thì lĩnh vực năng lượng thể hiện bằng màu cam ở trên biểu đồ chiếm 81,78%. Như vậy lĩnh vực chiếm tỷ lệ lớn nhất trong việc tạo ra khí nhà kính ở Việt Nam vào năm 2020 đó chính là lĩnh vực năng lượng. Được chưa? B. Tính lượng khí nhà kính được tạo ra ở từng lĩnh vực của Việt Nam vào năm 2020. Biết rằng tổng lượng phát thải khí nhà kính trong 3 lĩnh vực trên của Việt Nam vào năm 2020 là 466 triệu tấn khí carbonic tương đương, tức là những khí nhà kính khác đều được quy đổi về khí carbonic khi tính khối lượng. Rồi tổng lượng phát thải khí nhà kính trong 3 lĩnh vực trên của Việt Nam vào năm 2020 là 466 triệu tấn. Được chưa? Lĩnh vực nông nghiệp chiếm 12,51%, tức là các em lấy 466 nhân với 12,51 chia cho 100. Lĩnh vực năng lượng chiếm 81,78%, thì các em lấy 466 nhân với 81,78 chia cho 100. Lĩnh vực chất thải chiếm 5,71%, thì các em lấy tổng là 466 nhân với 5,71 chia cho 100. Được chưa? Rồi cụ thể thì chúng ta sẽ hoàn thành bài tập này như sau. A. Lĩnh vực chiếm tỷ lệ lớn nhất trong việc tạo ra khí nhà kính ở Việt Nam vào năm 2020 là lĩnh vực năng lượng chiếm 81,78%. B. Lượng khí nhà kính được tạo ra của Việt Nam vào năm 2020, lĩnh vực nông nghiệp là bao nhiêu?
Như thầy giáo phân tích ở trên, các em lấy tổng là 466 nhân với 12,51 chia cho 100 bằng 58,2966 triệu tấn. Lĩnh vực năng lượng 466 nhân với 81,78 chia cho 100 bằng 381,0948 triệu tấn. Lĩnh vực chất thải 466 nhân với 5,71 chia cho 100 bằng 26,6086 triệu tấn. C. Nêu một số biện pháp mà chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhằm giảm lượng khí thải và giảm bớt tác động của khí nhà kính. Rồi các em có thể tham khảo một số biện pháp mà nhà nước đưa ra. Không chặt phá rừng bừa bãi, trồng nhiều cây xanh để tăng quá trình hấp thụ khí CO2, tức là khí carbonic. Cải tạo không khí thì sẽ giúp không khí trong lành hơn. Hạn chế mức thấp nhất việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, thay vào đó là sử dụng các nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió. Nghiên cứu chuyển đổi khí CO2 thành các chất khác, giảm thiểu việc thải khí metan, flo, clo vào không khí. Sử dụng phương tiện công cộng hoặc xe đạp để bảo vệ môi trường. Rồi, hạn chế được phần nào các phương tiện thải khí CO2 ra môi trường thì càng tốt. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Tổng lượng khí nhà kính đến từ các hoạt động và lĩnh vực kinh doanh ở Singapore vào năm 2020 là khoảng 77,2 triệu tấn khí carbonic tương đương. Biểu đồ hình quạt ở hình 30 biểu diễn lượng phát thải khí nhà kính ở từng lĩnh vực của Singapore vào năm 2020 tính theo tỷ số phần trăm. Cụ thể là lĩnh vực công nghiệp chiếm 60,3%, lĩnh vực xây dựng chiếm 13,8%, lĩnh vực vận tải chiếm 14,5%, hộ gia đình chiếm 7,6%, hoạt động và các lĩnh vực khác chiếm 3,8%. A. Tính lượng khí nhà kính được tạo ra ở từng hoạt động và lĩnh vực của Singapore vào năm 2020. Ở đây chúng ta biết tổng lượng khí là 77,2 triệu tấn. Đúng không? 77,2 triệu tấn. Hộ gia đình chiếm 7,6%. Chiếm 7,6% của 77,2 triệu tấn. Như vậy các em lấy 77,2, các em nhân với 7,6 chia cho 100. Hoạt động và các lĩnh vực khác là 3,8%. Thì các em lấy 77,2 nhân với 3,8 chia cho 100. Vận tải chiếm 14,5%. Thì các em lấy tổng là 77,2 nhân với 14,5 chia cho 100. Xây dựng là 13,8%. Thì các em lấy 77,2 nhân 13,8 chia cho 100. Công nghiệp chiếm 60,3%. Thì em lấy tổng là 77,2 nhân 60,3 chia cho 100. Như vậy là chúng ta sẽ tính được lượng khí nhà kính được tạo ra ở từng hoạt động và lĩnh vực của Singapore vào năm 2020. Rồi cụ thể thì chúng ta sẽ hoàn thành bài tập này. A. Lượng khí nhà kính được tạo ra của Singapore vào năm 2020, lĩnh vực hộ gia đình 77,2 nhân 7,6 chia 100 bằng 5,8672 triệu tấn. Đó là lĩnh vực hộ gia đình. Lĩnh vực vận tải
77,2 nhân 14,5 chia cho 100 bằng 11,194 triệu tấn. Lĩnh vực xây dựng, các em lấy 77,2 nhân 13,8 chia cho 100 bằng 10,6536 triệu tấn. Lĩnh vực công nghiệp, các em lấy 77,2 nhân 60,3 chia cho 100 bằng 46,5516 triệu tấn. Hoạt động và các lĩnh vực khác, các em lấy 77,2 nhân 3,8 chia cho 100 bằng 2,9336 triệu tấn. B. Hoàn thành số liệu ở bảng sau. Rồi sau khi chúng ta đã tính toán thì chúng ta đã có các số liệu hoạt động lĩnh vực công nghiệp, lượng khí nhà kính tính theo đơn vị là triệu tấn, công nghiệp này, xây dựng này, vận tải này, hộ gia đình, hoạt động và các lĩnh vực khác chúng ta vừa tính xong. Các em chỉ việc điền vào bảng này thôi. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Với dữ liệu đã nêu ở phần mở đầu. A. Tính khối lượng xuất khẩu mỗi loại gạo, gạo trắng, gạo thơm, gạo nếp của Việt Nam trong năm 2020. B. Trong năm 2020, Việt Nam xuất khẩu khối lượng gạo trắng nhiều hơn tổng khối lượng gạo thơm và gạo nếp là bao nhiêu triệu tấn? Rồi trước hết là các em tính khối lượng xuất khẩu mỗi loại gạo với dữ liệu đã nêu ở phần mở đầu. Dữ liệu đã nêu ở phần mở đầu. Năm 2020, Việt Nam xuất khẩu ước đạt 6,15 triệu tấn gạo, thu được 3,07 tỷ đô la Mỹ. Biểu đồ hình quạt tròn ở hình 21 biểu diễn khối lượng xuất khẩu của mỗi loại gạo trong tổng số gạo xuất khẩu tính theo tỷ số phần trăm. Cụ thể là tổng là 6,15 triệu tấn thì gạo trắng chiếm 45,2%, gạo thơm chiếm 26,8%, gạo nếp chiếm 9%, gạo khác chiếm 19%. Muốn tính gạo trắng thì em lấy tổng là 6,15 nhân với 45,2 chia cho 100, đơn vị là triệu tấn. Tương tự gạo thơm, em lấy 6,15 nhân 26,8 chia cho 100, đơn vị là triệu tấn. Gạo nếp lấy 6,15 nhân 9 chia cho 100. Gạo khác lấy 6,15 nhân 19 chia cho 100. Rồi cụ thể thì chúng ta sẽ hoàn thành bài tập này như sau. Câu A. Khối lượng xuất khẩu mỗi loại gạo của Việt Nam trong năm 2020. Gạo trắng, các em lấy 6,15 nhân 45,2 chia cho 100 bằng 2,7798 triệu tấn. Gạo thơm, các em lấy 6,15 nhân 26,8 chia cho 100 bằng 1,6482 triệu tấn. Gạo nếp lấy 6,15 nhân 9 chia cho 100 bằng 0,5535 triệu tấn. Gạo khác, các em lấy 6,15 nhân 19 chia cho 100 bằng 1,1685 triệu tấn. Rồi tiếp theo là các em sang câu B. Câu B các em tính xem là gạo trắng xuất khẩu nhiều hơn tổng số gạo thơm và gạo nếp là bao nhiêu triệu tấn. Cách tính là các em lấy gạo trắng này trừ đi tổng của gạo thơm và gạo nếp. Tức là các em lấy hai số này cộng với nhau, được chưa? Được bao nhiêu thì các em lấy số này trừ đi. Rồi như vậy là trong năm 2020, Việt Nam xuất khẩu khối lượng gạo trắng
nhiều hơn tổng khối lượng gạo thơm và gạo nếp là, kèm lấy gạo trắng này, trừ đi tổng của gạo thơm và gạo nếp. Rồi các em bấm tạm dừng video, các em tính giúp thầy giáo xem kết quả bằng bao nhiêu. Có đúng là 0,5781 triệu tấn không? Đúng không? Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc các em học tốt.